chưa? Ừ. Nhấn ra. Chào bạn nha, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách dùng cái cưa mà mình đáp vô cái máy mài nè. Cái hiệu trang là gì? Đó, mình sẽ đáp vô rồi mình sẽ cắt thử nha. Công đoạn đáp cứng lâu quá nên mình đã bỏ qua, bây giờ mình sẽ đáp sẵn rồi. Các bạn có muốn coi mà hướng dẫn đáp thì các bạn coi sách hướng dẫn, nó có hướng dẫn đầy đủ luôn. Đáp dễ, đơn giản lắm. Mình đắp nó dùng một chút xíu trên, không đừng cần quá. Còn cái chiều đây không cần quan trọng đâu, chiều nào cũng được. Còn đầu nào cái nhớt này mình đổ nhớt vô, nhớt nước nào cũng được. Mà tốt nhất là dùng nhớt mà là loại mà nhớt xịn đi. Chứ nước xả thì nó cũng tốt nhưng mà không bằng nhớt rinh. Còn cái nắp này trước khi bằng cắt các bạn phải mở ra nha. Mở ra mà mới cắt nó mới ra nhớt được, còn không cắt cái đậy lại. Bây giờ mình sẽ cắt thử cho các bạn xem nha. Tất cả các loại gỗ luôn, cứng mềm cắt được hết. Đây thôi. Bỏ qua đi. Đây. Cái đó để cưa khúc kia khô cái này. Nó cái dài tôi cốt bỏ má chậm luôn. Dây. Ừ. Cái đi. Cưa hết luôn đi. Còn cái con dài không? Bên kia nó chảy nước ra rồi, chảy kìa. Nó có chảy nó. Chảy cho nó trường. Chảy nó trường được. Không hết đâu. Cưa không? Cưa không? Cưa cái tầm bay cưa đi.
Tiếp. Cái dừa đây coi. Dừa bự lên đất không ạ? Dài. Cưa hết cái dừa rồi. Sao nào? Giờ mình cắt cây sao nó khá là cứng luôn, sao khô. Cái nó khô này nó cứng khiếp lắm. Rồi, cái khúc đây đây. Trồng cái đấy. Cái chỗ nào cũng được. Chưa? Ừ. Đánh ra. Okay.
đi. Giờ mình xử bụi tre này lấy củi đâm tét. Tết rồi. Đây là tất ba phân cắt nha. Tết đến nơi rồi. Đưa 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 cười ba phân cắt. Nó chặt ra ngoài luôn hả? Bây giờ vô chứ. Dừng lại. Theo gài á. Thì ba lên đó được đó, ba mới kém chứ. Đang kém gì vô. Cái đống này nông tiết thôi đã đợi luôn. Rồi đi đi. Sao mình quay nó được. Cái gai không rồi trời. Ngã ba ơi. Sợ quá. Sợ quá. Nhánh 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 trong đó ba. Nhánh nhỏ nhỏ đó, cái khích nhỏ nhỏ luôn. Cái này. Cái này không? Cười cho mấy góc này luôn bà. Không coi rồi. Tới được không? Mấy củ đó cười dễ quá. Cưa mấy cái đó, khúc 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 đó. Khúc hoài hoài đó à. Tui ra rồi hả? Tui này. Khúc đặc kìa. Vô đủ rồi đó. Đây vô. Vô đủ nấu bánh tét rồi.